tuổi già có nên đi bước nữa. Kính chào quý vị đang theo dõi kênh Triết Lý Tinh Hoa. Quý vị thân mến, tuổi già là sự khởi đầu một thời kỳ vàng son trong cuộc đời con người sau những trải nghiệm phong phú của cuộc sống. Ở tuổi già, chúng ta phải đối diện với ốm đau, sức khỏe suy giảm và nhiều biến chứng sinh hoạt khác. Và tuổi già cũng sẽ mang lại những thay đổi nhất định trong cơ thể. Nhưng đó không phải là lý do để lo lắng. Điều chúng ta cần quan tâm hơn đó chính là đời sống tinh thần khi về già. Bởi người già cô đơn rất cần có người bạn khác giới cùng thế hệ để có thể yêu thương, chăm lo cho nhau lúc trái gió trở trời. Mong ước giản đơn vậy nhưng thực tế con cháu không hiểu nên đã vô tình ngăn cấm, khiến gia đình bất hòa, mâu thuẫn và cha mẹ lại càng cô đơn hơn. Nhiều người thường nói tình yêu không phân biệt tuổi tác, nhưng không phải ai cũng hiểu đến tận cùng của cụm từ này. Với những người ở tuổi xế chiều của chúng ta, khi cuộc sống của chúng ta đã ngưng bớt lo toan để thụ hưởng cuộc sống, thì tâm lý cô đơn lại bắt đầu xuất hiện. Không biết có bao nhiêu lý do để chúng ta tìm đến cuộc đời thứ hai trong những ngày cuối đời, và cũng không biết có bao nhiêu cách nhìn nhận về vấn đề này. Câu chuyện những người già đi thêm bước nữa luôn được nhìn nhận bằng con mắt định kiến, nhưng dẫu hạnh phúc đến với những con người này như một thứ quả ngọt ở cuối mùa, vẫn rất cần sự sẻ chia và cảm thông. Sau đây là những chia sẻ về vấn đề này. Hãy cùng Triết Lý Tinh Hoa lắng nghe và chiêm nghiệm quý vị nhé. Câu chuyện thứ nhất, con cái phản đối mẹ đi bước nữa. Kính thưa quý vị, một cuộc hôn nhân có thể kết thúc bởi nhiều lý do. Mâu thuẫn, ngoại tình dẫn đến ly hôn. Một trong hai vợ chồng mất sớm. Nhiều người quyết định chỉ có tập 1, nhưng cũng có không ít người cảm thấy cô đơn và muốn tái hôn, xây dựng một gia đình mới. Tuy nhiên, chuyện tái hôn cũng không hề đơn giản. Vướng mắc có thể xuất phát từ chính những ám ảnh của cuộc hôn nhân trước hoặc sự phản đối kịch liệt của con cái. Thời gian gần đây, chị M ở Cầu Giấy, Hà Nội, điên đầu khi biết mẹ mình năm nay đã 59 tuổi vẫn kiên quyết đòi đi bước nữa với một người đàn ông 62 tuổi. Chị M cho biết bố mẹ chị ly dị đã lâu. Từ khi chị còn là đứa trẻ 10 tuổi, bố đã có một mái ấm khác, hàng tháng trợ cấp tiền để mẹ chị nuôi chị và một đứa em gái khác. Chị và em gái đều đã lập gia đình và có 2 con, hàng tuần vẫn gửi con sang chơi với bà ngoại. Những tưởng mẹ chị sẽ ở vậy đến cuối đời, nhưng ai ngờ đến gần này tuổi thì mẹ chị đột nhiên đòi lấy chồng. Theo chị M, nếu mẹ chị quyết định đi bước nữa sớm thì chị em chị chẳng phản đối làm gì. Đằng này đến cái ngưỡng gần lục tuần rồi thì mẹ lại đưa ra cái quyết định đột ngột đó khiến ai nấy đều hoảng hốt. Hơn nữa, người đàn ông mà mẹ chọn để gắn bó tuổi cũng đã cao, lại bệnh tật đầy mình. Mẹ tôi làm về đông y. Tôi nghe nói trong lần đi Bắc Giang lấy thuốc chữa bệnh thì bà chữa cho ông ấy rồi quen nhau. Giờ cuộc sống của mẹ đang rất êm đềm, tiền bạc không thiếu thốn gì, con cái cháu chắt thường xuyên qua thăm nom. Nếu mẹ lấy người đàn ông kia thì một là phải về Bắc Giang sống, hai là đón ông ấy lên Hà Nội, rồi cả hai đều già yếu, mẹ lại còn phải chăm bệnh cho ông ấy. Tuổi già cần được nghỉ ngơi an nhàn, nhưng nếu lấy ông ấy thì mẹ sẽ vất vả, rồi con cái của người đàn ông kia cũng giống chúng tôi, đều nhất quyết phản đối mối quan hệ này. Cũng vì thương, lo mẹ khổ mà chúng tôi mới phản đối dữ dội, chị mời trình bày. Dù vấp phải rào cản con cái, nhưng chị mở cho biết mẹ chị tỏ ra rất cương quyết. Thỉnh thoảng
bà vẫn gói ghém hành lý, thuốc thang, bắt xe khách về tận Bắc Giang thăm người đàn ông kia. Chị Mờ và em gái đã nhiều lần ngồi nói chuyện với mẹ, nhưng cuộc nói chuyện nào cũng bắt đầu hết sức nhẹ nhàng rồi kết thúc trong tranh cãi nảy lửa. Mẹ chị Mờ có lần còn tuyên bố nếu các con cứ tiếp tục phản đối chuyện tái hôn, bà sẽ từ mặt tất cả chuyển về Bắc Giang sinh sống hẳn. Quý vị ạ, không phải dễ dàng để con cái chấp nhận cha hoặc mẹ mình đi thêm bước nữa để sống chung với một người khác, nhất là khi họ đã đi qua hơn nửa cuộc đời. Với những đứa con thành đạt trong xã hội, việc cha hay mẹ đi thêm bước nữa còn kéo theo nguy cơ tạo nên rào cản cho sự thăng tiến và tương lai của họ. Do đó, họ càng phản đối quyết liệt. Thêm vào đó, tâm lý người Á Đông từ trước đến nay không đồng tình việc người già tái hôn, nhất là đối với phụ nữ do những quan niệm phong kiến về dòng tộc, tề gia. Ngoài ra, người già tái hôn còn làm nảy sinh thêm phiền phức trong chuyện phân chia tài sản, chuyện chăm sóc thêm một người cao tuổi. Những người già đang cô đơn, có nhu cầu tái hôn, cần phải quan tâm đến vấn đề kết quả hành trình đi tìm một nửa để chia sẻ với mình ở tuổi xế chiều, mà người thân và con cái không đồng cảm sẽ ra sao? Liệu có hạnh phúc hay lại nếm trái đắng? Thêm bước nữa, thêm một người trong cuộc đời là đi thêm nhiều ngã rẽ. Sự sung sướng hay đau khổ vẫn là những câu chuyện chưa có hồi kết. Đòi hỏi người già khi quyết định việc đi thêm bước nữa cần phải cân nhắc, suy nghĩ một cách cẩn thận. Trong cuộc sống hiện đại, người già cô đơn muốn tìm bạn đời đã được xã hội quan tâm hơn. Có những trung tâm môi giới sẵn sàng phục vụ họ. Khi cuộc sống càng văn minh thì cách nhìn, cách đánh giá đối với vấn đề này càng thoáng hơn và thấu hiểu hơn. Câu chuyện thứ hai, quyết định đi bước nữa ở tuổi ngoài 70. Quý vị thân mến, người già đi thêm bước nữa cũng có lắm chuyện buồn vui. Có người sướng, có người khổ, có những người ân hận đến khi nhắm mắt xuôi tay. Vợ chồng được xem là duyên tiền định. Phải chăng kiếp trước ai oán hay sâu đậm lắm nên kiếp này mới nên duyên trăm năm? Thế nhưng có những cặp vợ chồng chỉ đi cùng nhau một đoạn đường rồi lại tách xa nhau. Nhưng cũng có những vợ chồng lại chung sống hòa thuận, hạnh phúc bên nhau đến cuối đời. Điều tốt đẹp này được gọi là mối lương duyên. Mời quý vị cùng nghe những câu chuyện sau đây nhé. Ông Tiến nay đã 71 tuổi, có hai người con trai, vợ ông mất cũng đã gần 10 năm. Mấy năm trước, nhờ họ hàng người quen ở Đức nên hai người con của ông Tiến lần lượt được bảo lãnh sang bên ấy làm ăn. Ông Tiến sống một mình. Mấy năm đầu, cả hai đều gửi về cho ông một khoản tiền kha khá. Thời gian sau, họ lập gia đình rồi định cư luôn ở Đức và muốn đưa ông sang cùng. Nhưng ông Tiến nhất quyết không đi. Phần vì tuổi già, ngại đường xa vạn dặm, phần sợ dâu rể, bất đồng ngôn ngữ, khó sống thoải mái. Ông cũng một mực từ chối khi các con có ý thuê một người giúp việc để chăm nom bố. Tôi vẫn khỏe chán, mới có 71 tuổi thôi mà. Ông cười nói với các con. Thế rồi, đùng một cái, ông đánh điện cho con, báo là sẽ đi bước nữa, bảo họ về. Chẳng là sau khi các con đi cả, hàng xóm hay thấy ông và bà Liên ở phố cạnh đó hay qua lại thăm hỏi nhau, cùng đi thể dục, sinh hoạt câu lạc bộ người cao tuổi, rồi câu lạc bộ dưỡng sinh. Có hôm ông Tiến ốm, bà Liên tất tả chạy đi chạy lại, lo lắng chăm sóc. Người cùng phố thấy vui cho cảnh hai ông bà già cô đơn tìm đến làm bạn với nhau, nên bây giờ việc họ góp gạo thổi cơm chung cũng không gây nhiều bất ngờ lắm. Hạnh phúc đến với ông Tiến, bà Liên như một thứ quả ngọt cuối mùa. Nhưng quý vị ạ,
những người tuổi già chọn đi bước nữa có được niềm hạnh phúc như ông Tiến không phải nhiều. Có những người tưởng rằng sẽ tìm lại được hạnh phúc, niềm vui gia đình lúc xế chiều nhưng lại phải mang thêm gánh nặng, khổ đau. Như câu chuyện của ông Lục, 75 tuổi, quê Thanh Hóa là một ví dụ. Với số tiền lương hưu của cán bộ quân đội cao cấp, ông Lục sống khá dư giả. Vợ mất đã hơn 10 năm, sống một mình, ông Lục cảm nhận sâu sắc sự cô đơn của tuổi già. Ông muốn đi thêm bước nữa, có điều còn ngại các con. Phần chưa gặp được người đàn bà dám chấp nhận lấy một ông già đã đến tuổi cổ lai hy. Nhưng rồi, một cô gái lỡ thì ngoài 30 hay bán rượu trong xóm đã khiến ông say. Ông Lục cũng không ngờ cô gái đồng ý nhanh như thế. Họ về ở với nhau trong sự phản đối quyết liệt của đám con cháu. Cặp vợ chồng mới sống trong căn nhà ngói năm gian khang trang của ông Lục, bất chấp những lời ra tiếng vào. Ông thấy mình như trẻ lại, nhưng cuộc sống bình yên không được bao lâu. Cô vợ mới của ông Lục cứ càng ngày càng mơn mởn, rồi cô có thai trong sự dè bỉu của đám con ông Lục. Trái với dự đoán của nhiều người, ông Lục bàng hoàng khi biết tin này, bởi ông biết mình không còn khả năng làm bố từ lâu. Nhưng ông cũng chẳng dám nói ra sự thật vì xấu hổ, gần cuối cuộc đời còn bị cắm sừng. Cô vợ đẻ, ông Lục tất tả ngược xuôi thuê xe đưa đón vợ. Đêm đêm nghe tiếng đứa nhỏ khóc mà ông thấy não lòng. Gương mặt đã nhuốm màu tuổi tác của ông Lục ngày càng hằn thêm những nét vất vả, mệt mỏi. Cô vợ mới có đứa con nên đã quên hẳn ông chồng già. Thậm chí giờ đây ông lại phải quay sang phục vụ hai mẹ con cô, từ miếng ăn cái mặc đến tã lót của đứa bé thay ra cũng đến tay ông. Ngày nghe tiếng chế giễu của mọi người, đêm nghe tiếng trẻ con khóc, lại dằn vặt xấu hổ với chính mình. Ông Lục lăn ra ốm, rồi một đêm trở gió, ông theo bà cụ về với tổ tiên. Khác với ông Lục, ông Nam lại gặp bất hạnh vì một lý do khác. Có một sản nghiệp khá lớn, nhưng vì chứng bệnh vô sinh nên ông không nỡ ràng buộc một người phụ nữ nào. Ông cứ sống như thế cho đến khi bước vào tuổi ngoại thất tuần. Ở cạnh nhà ông có bà Huê, chồng mất sớm, phải vất vả một nách ba con. Hai ông bà vốn coi nhau như những người bạn, thường xuyên trò chuyện, giúp đỡ nhau. Và sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra nếu mấy người con của bà Huê không quá ham muốn cái ngôi biệt thự của ông Nam. Thấy hai ông bà phần nào cũng có tình ý, họ tranh thủ vun vào cho hai người. Nghĩ cùng cảnh tuổi già lại không con cháu, ông Nam và bà Huê đã đồng ý đi bước nữa. Vì chưa một lần biết đến tình thân gia đình nên ông Nam coi các con cháu của bà như người nhà mình. Thời gian đầu không khí trong gia đình rất vui vẻ và hòa thuận. Nhưng sau đó, những người con của bà Huê bắt đầu thực hiện tham vọng của mình. Họ ngon ngọt, dỗ dành rồi đốc thúc ông về bản di chúc phân chia gia tài. Nghĩ mình đã già, con của vợ cũng là con chung nên ông bằng lòng làm theo. Ngày bản di chúc được công bố với gia tài phân chia đều cho các con của vợ thì cũng là lúc chúng trở mặt. Những người con của bà Huê dần can thiệp vào cuộc sống của đôi vợ chồng già. Đến miếng ăn manh áo cho hai cụ, chúng cũng chẳng ngó ngàng đến. Không khí trong gia đình dần căng thẳng và hai vợ chồng ông quyết định chuyển về ở trong quán nước nhỏ của bà Huê cho yên chuyện. Ông tự an ủi rằng mình đã già, sống được bao lâu nữa để tranh chấp với các con. Ngày ngày bán nước chè kiếm sống, ông bà tự chăm lấy nhau. Lúc đau yếu thì nhờ thêm hàng xóm. Cũng may cho ông, bà Huê hiểu được những việc làm thất đức của con mình nên ra sức chăm sóc và động viên ông. Cảnh già của ông bà đã bớt đi sự cô quạnh. Quý vị thân mến, người già cô đơn muốn tái hôn là nhu cầu có thật.
cần được sự cảm thông và chia sẻ của mọi người. Người già ở trong cảnh ngộ này cũng nên yên tâm vì những mong muốn của họ đã được quy định trong luật hôn nhân và gia đình, luật người cao tuổi. Cụ thể là giữa người nam và nữ quá vợ, quá chồng, không tính ở tuổi cao đến đâu, không tính khỏe hay yếu, tàn tật hay lành lặn, trừ trường hợp có bệnh lây nhiễm nặng cần phải điều trị có kết quả, đều có quyền tự nguyện kết hôn với nhau. Khi đã là quyền theo luật định thì không ai có quyền ngăn cản. Trái lại, ngăn cản là vi phạm pháp luật, vi phạm quyền công dân của người khác. Vì thế, nếu hai người muốn đến với nhau một cách tự nguyện thì cứ việc đăng ký kết hôn. Chính quyền địa phương phải tạo điều kiện cho hai người được đạt theo ý nguyện. Theo các chuyên gia tâm lý người cao tuổi, nếu không thể đảm bảo điều kiện và thời gian chăm sóc, quan tâm đến cha mẹ hay đang cô đơn khi về già thì các con đừng nên quá khắt khe về việc gia đình có thêm thành viên mới. Vì điều này giúp cho người già có thêm sinh lực trong cuộc sống, để mỗi người hiểu nhau, cảm thông cho nhau và xây dựng gia đình đầm ấm hơn. Người già khi cô đơn muốn tái hôn cũng có cái lý của họ, nhưng người trẻ có thái độ phản đối cũng có lý lẽ riêng. Vì thế, các thành viên trong gia đình cần phải dung hòa cách phản ứng của mình. Tất cả phải xuất phát từ lòng yêu thương và đồng cảm giữa các thế hệ. Cuộc sống hạnh phúc của đôi bạn già sẽ là câu trả lời cho con cháu và dư luận sau này. Tuy nhiên, nếu về già, chúng ta quyết định đi bước nữa, chúng ta cũng nên sáng suốt trong các mối quan hệ của mình, đừng để xảy ra những trường hợp đáng tiếc như đã kể trên, quý vị nhé. Người đến tuổi 60, nếu quản tốt 5 điều này thì cuộc sống an nhàn, hạnh phúc. Quý vị thân mến, người ta đều nói 60 tuổi trở về sau là quãng thời gian vàng kim của đời người, 10 phần đẹp đẽ lại còn quý giá. Nhưng sau tất cả là tiến vào lão niên sẽ bắt đầu suy nghĩ về việc dưỡng già. Hiện tại, nuôi con để sau này dưỡng lại mình là điều khó nói. Vậy nên dưỡng lão chỉ có thể dựa vào tự mình mà thôi. Đợi khi mình già hơn, làm sao có thể ít việc phải nhờ cậy con cái đây? Để được như vậy thì hãy làm tốt 5 điều sau đây để tuổi già được an nhàn, hạnh phúc, quý vị nhé. 1. Quản lý tốt sức khỏe của mình. Thưa quý vị, người ta khi đến tuổi lão niên mà sống hạnh phúc vui vẻ là có quan hệ đến sự tôn nghiêm của những năm tháng về sau. Nếu thân thể khỏe mạnh, có thể sinh hoạt độc lập, có thể giảm bớt sự chăm nom của người khác, giảm bớt ánh nhìn của người khác vào mình. Thường ngày tận dụng khoảng nhàn rỗi, dùng nhiều thời gian rèn luyện thân thể, thường ngày ít tức giận, cười nhiều hơn một chút thì có tác dụng kéo dài tuổi thọ. Nhất định phải quản tốt thân thể của mình. Từ 30 tuổi trở đi, cơ thể sẽ bắt đầu lão hóa nhanh, hệ miễn dịch kém đi, kèm theo suy giảm các chức năng khiến cơ thể dễ mắc bệnh hơn. Hơn nữa, bệnh ở người lớn tuổi thường khó trị dứt điểm và rất dễ tái phát. Nhận ra những nguy cơ tiềm ẩn đó, nhiều người đã chủ động tăng cường sức khỏe bằng cách rèn luyện thân thể. Như các cụ ông, cụ bà trong những câu chuyện dưới đây thật khiến người khác phải khâm phục. Bà Lục, quê quán tại Hồ Nam, Trung Quốc, năm nay đã 78 tuổi. Bà Lục chia sẻ, chồng bà bị đột quỵ cách đây 6 năm, từ đó đến nay thì ông không thể tự lo cho sinh hoạt thường ngày mà luôn cần có người chăm sóc. Nhận thấy sức khỏe của chồng ngày càng suy yếu, bản thân cũng mang nhiều bệnh trong người nên bà đã rất lo sợ. Bà muốn thay đổi lối sống để vừa bảo vệ sức khỏe cho mình, vừa có thể chăm lo cho chồng mình. Bà chia sẻ thêm, bà đã cố gắng duy trì thói quen dậy sớm vào buổi sáng để tập thể dục nhẹ nhàng, bắt đầu cho một ngày mới. Cũng như bà Lục,
nhiều người cao tuổi đã tự giác nâng cao sức khỏe của mình bằng cách duy trì thói quen sinh hoạt lành mạnh và rèn luyện cơ thể. Tương tự như bà Lục trên thì cụ Chắc, 85 tuổi, ngụ tại An Giang, đã bắt đầu tập gym và chơi boxing từ năm 65 tuổi nhằm rèn luyện sức khỏe, phòng chống bệnh tật. Cụ đã duy trì đến nay hơn 25 năm, cơ thể khỏe khoắn với cơ bắp lực lưỡng. Cụ chia sẻ, ban đầu lúc mới đến phòng gym sẽ gặp nhiều khó khăn vì cơ thể chưa quen, nhưng cố gắng duy trì hơn một tháng thì cụ thấy cơ thể khỏe hẳn. Mỗi ngày cụ đều đến phòng gym 2 giờ để tập luyện những bài như nâng tạ, đấm bốc. Cụ có thể nâng tới 100 cân tạ. Hiện tại, cụ Chắc là huấn luyện viên thể hình lớn tuổi nhất. Kính thưa quý vị, trên đây là những câu chuyện về tấm gương cho tinh thần tự giác rèn luyện để có cuộc sống lành mạnh, luôn tươi vui. Dù đang ở độ tuổi nào thì chúng ta cũng phải quan tâm chăm sóc sức khỏe và rèn luyện nhiều hơn để có cơ thể khỏe mạnh và đầy năng lượng. Quý vị ạ, bên cạnh những người có tinh thần rèn luyện, sức khỏe thì nhiều khi chúng ta thường chạy đua với cuộc sống, luôn cố gắng hết sức để hoàn thành, để theo đuổi ước mơ. Vì trong chúng ta, ai cũng sẽ từng nghĩ chỉ có một lần được sống trên cõi đời này. Vậy nên, cần phải hoàn thành hết những việc cần làm, không được bỏ sót bất cứ điều gì. Cứ chạy theo những công việc, ôm hết mọi thứ vào người mà quên đi một thứ quan trọng, đó là không tự chăm sóc sức khỏe cho bản thân mình. Đến khi bệnh tật đau ốm cũng không dám nói cho con cái, bởi sợ con cái sẽ lo lắng. Suy cho cùng, một cuộc đời khỏe mạnh hay không, hạnh phúc hay không, vui vẻ hay áp lực, phần lớn đều từ chính cách nghĩ, cách sống của chúng ta. Quý vị ạ, chúng ta lạc quan, vui vẻ, hát vu vơ mấy câu hát, không vui thì tìm việc gì đó làm cho khuây khỏa chân tay. Đặc biệt, chúng ta phải biết tự lo cho chính mình, hòa mình vào thiên nhiên để tất cả các giác quan được cảm nhận hơi lạnh phả vào mặt, mùi hương hoa thoảng qua, cả gió cả nắng và mưa. Quan trọng nữa là chúng ta đừng nên lo lắng hay sợ hãi, nghĩ về cái chết, bởi nó chưa đến, nó chưa hề xảy ra với chúng ta. Mình còn sống, còn sức khỏe, chúng ta suy nghĩ tích cực, đó là một trong những cách sống hạnh phúc của những người không còn trẻ. Nhưng quý vị ơi, thực tế khá nhiều người già mắc các bệnh khác nhau. Có bệnh còn có thể hy vọng, nhưng bởi những yếu tố về tâm lý đã làm cho họ lo lắng, cảm giác sợ bệnh tật, sợ chết rồi dẫn đến buồn bã. Nhiều người trong chúng ta còn đổ dồn vì trách móc con cháu, khiến nhiều người ủ rột, tâm bệnh rất khó chữa. Nên nhớ rằng, sức khỏe chính là cơ sở, là tiền đề để chúng ta có thể an yên với tuổi già và chắc chắn rằng cơ thể chúng ta chẳng thể nào thoải mái, vui vẻ khi cơ thể mình luôn nặng nề những ốm đau bệnh tật. Chính vì thế, hãy biết quản lý và bảo vệ sức khỏe của mình một cách tốt nhất. Dù là người giàu có, địa vị hay con cái, sức khỏe vẫn luôn là điều kiện tiên quyết và quan trọng nhất để chúng ta có được một cuộc sống hạnh phúc hơn. Quản tốt tình cảm của mình. Như câu chuyện của hai người bạn già nương tựa vào nhau. Ông Long và ông Thái là bạn chí cốt học chung lớp đệ lục ở Sài Gòn, lớp học thời xưa bằng với lớp 6 bây giờ. Sau đó do hoàn cảnh, cuộc sống thay đổi mà hai người không gặp nhau nữa. Ngày xưa sau khi hết học thì cả hai đều ở Sài Gòn nên lâu lâu cũng gặp nhau uống nước, vì thời đó còn có một số bạn bè cùng ở Sài Gòn. Ông Long không có vợ con gì, ngày xưa cũng yêu một cô gái mà sau cô ấy đi lấy chồng nên nó ở vậy luôn. Tình duyên của tôi cũng đứt gánh, ông kể. Khoảng 10 năm trước, ông Thái không may bị gãy chân, được ông Long chăm sóc tận tình. Từ đó về sau, hai người dọn về ở chung phòng trọ ở quận 2.
sau đó cũng chuyển đi một số nơi khác và hiện tại đang ở quận Phú Nhuận. Căn phòng trọ này của hai ông được một mạnh thường quân trả tiền thuê hàng tháng cho. Vào năm trước, ông Thái thực hiện ca phẫu thuật cắt túi mật, cũng vì thế mà trí nhớ giảm sút. Sau khi ra viện, ông Thái ít nói chuyện hơn, cả ngày chỉ nằm ở trên giường xem tivi. Nhưng lạ thay, dù quên rất nhiều chuyện trong quá khứ, quên cả những người hàng xóm cũ, nhưng ông Thái không quên ông Long. Trong trí nhớ của người đàn ông này chỉ vòn vẹn có hình ảnh và những kỷ niệm về ông Long. Ông Long vốn là bệnh nhân ung thư đại tràng, bụng sưng to cứng, khó tiêu, nhưng vì bạn, hàng ngày ông vẫn lao ra đường kiếm kế mưu sinh. Ông Long làm thợ sắt, chạy xe ôm, chở hàng, ai kêu gì thì làm cái đó. Thấy tôi đi làm vất vả, thì hồi đó nó cũng nói, thôi, để nó đi làm bảo vệ thêm 4 ngày, 4 tiếng để kiếm tiền, nhưng không may, tai nạn, gãy tay. Nên tôi lại đi làm thay. Số nó khổ lắm. Ông Long chia sẻ. Ngày nào không kiếm được tiền, ông Long đi khắp nơi để xem có chỗ nào phát cơm miễn phí không, xin về cho người bạn già đang đợi ở phòng trọ. Nếu không kiếm được chỗ nào phát cơm miễn phí thì ông mua cơm nợ tiền ở quán quen. Hôm sau kiếm được tiền thì quay lại trả nợ. Nhiều bữa ông Long còn nhịn đói để nhường cơm cho bạn. Trong căn phòng trọ vài mét vuông, đồ đạc của hai ông chẳng có gì đáng giá, chủ yếu là đồ được cho hoặc mượn lại. Chiếc xe máy ông Long chạy hàng ngày là được Mạnh Thường Quân giúp đỡ, nhưng nó đã rất cũ rồi. Đợt trước, ông Long nghe người ta nói có máy ấm, có thể vào ở miễn phí, liền lái xe đi tìm. Thì hay tin trung tâm không nhận người nằm một chỗ không thể di chuyển được, nên lại quay xe ra về. Trên đường đi về thì xe bị hỏng nên đành phải dắt bộ. Ông Long kể, có lần ở trong bệnh viện có người cho 200.000 đồng mà ông Thái nắm chặt trong tay. Ai hỏi cũng không nhớ là tiền từ đâu mà có. Đến lúc ông Long đến thì ông Thái mới chịu đưa tiền cho ông Long. Ông Long kể, nhiều khi mình cũng muốn bỏ ông, mà nghĩ lại thấy cũng tội nghiệp. Ngày xưa ông hiền lắm, nên bị người ta lừa suốt. Giờ mà để ông ra ngoài, ông đi lạc, tội nghiệp lắm. Có lần đi ra ngoài đường mà nhìn thấy tôi, mừng lắm, khóc luôn rồi chạy té lên té xuống. Thành ra cũng là cái duyên với nhau. Ba ruột của bạn và mẹ ruột của tôi còn có chung một ngày rỗ. Trong căn phòng trọ chật chội, hai người đàn ông già nương tựa vào nhau mà sống. Khi đang kể chuyện đời mình với người bạn già thì bất giác ông Long nhớ ra điều gì đó, liền quay sang nói với bạn, Thái, qua đây, cắt râu cho, râu dài vậy, lát sau ăn cơm. Nói rồi, ông Long lục trong hộp thuốc ra một cái kéo nhỏ, tỉa râu cho bạn. Xong xuôi, lại lấy lược để chải lại tóc cho ông Thái, gọn gàng hơn. Thấy ông Long cặm cụi chải đầu cho mình, ông Thái chỉ ngồi im. Ngày xưa nó còn khỏe, còn nhớ thì còn đèo đi làm chung được. Nói đòi đi theo để phụ việc, nhưng thực ra nó cũng không được gì đâu, nhưng mà vui. Nay nó bệnh nên đành ở nhà nằm một chỗ. Giờ tôi có ra ngoài cũng được một lúc rồi lại quay về, vì không yên tâm, không để ổng một mình ở nhà được. Ông Long kể, mặc dù có hoàn cảnh khó khăn, nhưng tình bạn đẹp của ông Long và ông Thái đã khiến không ít người xúc động. Qua câu chuyện, chúng ta có thể thấy mối quan hệ bạn bè thật là chân thành. Có bạn bè khi về già thì vui vẻ, nhưng không phải càng nhiều càng tốt. Người mà không hợp thì cũng đừng cưỡng cầu. Đem chân tình đối đãi với những người bạn thật tâm. Thường xuyên quan tâm, tham vấn nhiều hơn, gặp gỡ nhiều hơn. Còn có thể trên con đường dưỡng lão mà sưởi ấm cho nhau. Quý vị thân mến, người đến tuổi lão niên không nên quá đa cảm.
đơn giản mà nói, chính là đem thâm tình lưu lại cho người bạn tri âm, tri kỷ. Đem thân tình cho những người bằng hữu, đem chúc phúc lưu lại cho con cháu. Như vậy không chỉ tình cảm giữa bạn bè mà còn phải lưu giữ tốt tình cảm của mình với người bạn đời. Bởi khi già đi, con cái có gia đình của chúng, bớt can thiệp, khi cần sự trợ giúp thì tự chúng sẽ tìm đến cha mẹ. Đa số là sống với người bạn đời, ấy mới là người sống bên chúng ta lâu nhất, cùng chúng ta đi đến cuối con đường. Ai cũng có những khoảng thời gian tuổi trẻ với những hoài bão, những ước mơ và người luôn ở bên cạnh giúp đỡ, sẻ chia, vượt qua mọi khó khăn, thử thách của cuộc sống. Không ai khác, chính là những người bạn đời. Một người bạn, một người tri kỷ trong cuộc đời mỗi người. Người bạn đời chính là người sẽ trò chuyện, tâm sự và ở bên chúng ta khi về già. Người bạn đời đối với chúng ta còn quan trọng hơn người con, người cháu. Bởi vậy, phải biết trân trọng và quan tâm đến người bạn đời của chúng ta nhiều hơn. Người xưa có câu: con chăm cha không bằng bà chăm ông. Con cháu dù có quan tâm, chăm sóc tận tình đến đâu cũng không bằng người bạn đời. Cách suy nghĩ của những thế hệ khác nhau luôn ở mức độ khác nhau, không thể thấu hiểu được những người già đang nghĩ gì, cần gì, nhưng đối với những người bạn đời lại khác. Họ đã từng yêu, từng sống dưới một mái nhà và từng vượt qua những khó khăn thử thách, sự mài giũa của thời gian đã làm cho tâm hồn và cách suy nghĩ như hòa chung vào một. Đôi khi chẳng cần nói ra mà họ cũng đã biết được người bạn đời cần những gì. Điều hạnh phúc hơn nữa khi ở tuổi xế chiều là cùng nhau chăm nom, dạy dỗ cho những đứa cháu bắt đầu hòa nhịp vào cuộc sống, cùng nhau tham gia vào các hoạt động tập thể, hay đơn giản chỉ là cùng nhau ăn một bữa cơm sum họp, có đầy đủ người thân. Chỉ cần có vậy là những người già đã thấy cuộc sống tươi đẹp, đủ đầy. Quý vị thấy đấy, khi chúng ta già đi, điều quan trọng nhất là biết cách duy trì các mối quan hệ tốt với những người xung quanh. Dù cho ta có giàu hay nghèo, mối quan hệ giữa các cá nhân là những liên kết quan trọng trong cuộc đời chúng ta. Và khi ta có nhiều mối quan hệ tốt, ta có thể giúp đỡ và tạo dựng cho thế hệ tiếp theo của chúng ta. Chỉ có như vậy, cuộc sống của chúng ta mới thực sự hạnh phúc và có ý nghĩa. Những người có tầm nhìn xa trông rộng sẽ làm tốt việc này vì đó là cách giúp đời sống của con cháu mình tốt đẹp hơn. 3. Quản tốt danh dự và khí tiết của mình. Thưa quý vị, người xưa có câu: danh tiết nặng tựa Thái Sơn, lợi dục nhẹ tựa lông hồng. Người ta khi về già cũng trân trọng danh tiết, tự tôn, tự ái của mình, khiến ánh chiều sáng lạn, cảnh đêm càng mỹ hảo hơn. Học được cách cự tuyệt những người và sự việc không tốt, sẽ có thể tránh bị cuốn vào những tranh cãi không cần thiết, mới có thể gỡ xuống gánh nặng tinh thần. Trong sinh mệnh hữu hạn này, hãy sống ung dung hơn, tự tại hơn. Khi chúng ta về già, cô đơn chính là kẻ thù lớn nhất. Ai cũng mong trên đường về già sẽ có nhiều tiếng cười và ồn ào hơn, không bị con cháu hay bạn bè lãng quên. Phật dạy về hạnh phúc của tuổi già, nói rằng tiếng tăm rất quan trọng. Có duyên ắt gặp vận may, nhưng tiếng tăm tốt hay xấu là do chính mình vun đắp. Người ta nói tôn trọng người già và yêu trẻ, thực ra ý nghĩa ở đây không phải tuổi tác mà là đức độ của người già. Người sống hiền lành có đức thì mới được tôn trọng. Bạn không cần phải lấy lòng người khác, nhưng ít ra hãy sống hòa hợp và công bằng. Có như thế thì ngay cả khi mất đi cũng được người đời nhắc đến tiếng thơm. Càng là người già, càng phải quý trọng danh tiếng của chính mình. Càng tuổi cao thì càng phải tự yêu bản thân, sống càng tôn nghiêm hơn. Đừng tham tận hưởng, đừng tham lam danh tiếng, chỉ cần lòng tự trọng, tự yêu mình,
yêu cuộc sống thì tuổi già sẽ được rực rỡ hơn. Biết cách tránh xa những người xấu, những điều xấu, đừng làm những điều khiến cho bản thân không được tôn trọng, tránh đưa mình vào những cuộc tranh luận vô bổ. Đối với người cao tuổi, muốn an hưởng tuổi già, không phải lúc nào cũng có thể chỉ an nhàn hưởng thụ mà còn cần vun đắp cho sự nổi tiếng của mình. Đó là nguồn gốc bảo đảm cho hạnh phúc về sau. 4. Quản lý tâm thái của bạn. Cuộc sống bộn bề, chúng ta không tránh khỏi những mối lo lắng. Có người từng hỏi thiền sư rằng, Ngài có thể nói rõ được điều kỳ lạ của con người hay không? Thiền sư trả lời, họ nóng lòng trưởng thành, sau đó lại kêu than đã đánh mất đi cái thời niên thiếu, thời trai tráng, họ dùng sức khỏe để đánh đổi tiền bạc. Đến khi già rồi, lại muốn dùng tiền bạc để đổi lấy sức khỏe. Họ đối với tương lai lo lắng không thôi, nhưng lại bỏ qua hạnh phúc trong hiện tại. Bởi vậy, họ vừa không sống cho hiện tại, cũng không sống cho tương lai. Khi họ sống, dường như cảm thấy bản thân sẽ không chết đi. Trước khi chết, lại cảm thấy bản thân dường như chưa từng sống qua. Quả thực, con người vì theo đuổi nhiều thứ mà tự ràng buộc bản thân vào sự lo lắng thái quá, cuối cùng phá hỏng cuộc sống tươi đẹp mà ta vốn được thụ hưởng. Một tiểu đạo sĩ trên núi được giao xuống chợ mua giấm. Khi rời đi, đầu bếp của vị đạo sĩ đã cảnh báo anh ta, hãy cẩn thận khi cậu trở lại, đừng bao giờ làm đổ nó. Vị đạo sĩ trên đường về luôn thận trọng hết mực, vừa đi vừa cảm thấy hồi hộp lo lắng khi nghĩ đến vẻ mặt hung dữ của người đầu bếp. Cuối cùng, về đến đạo viện, đạo sĩ đã bước vào đến ngưỡng của nhà bếp mà còn làm đổ ra ngoài mất gần một nửa. Vị đầu bếp mắng, đồ ngu, chuyện nhỏ này không làm được. Đạo sĩ nhỏ đã khóc và rất buồn. Thấy vậy, lão đạo sĩ đầu bếp một lần nữa thu xếp để tiểu đạo sĩ đi mua giấm. Nhưng lần này, lão yêu cầu lão đạo sĩ kể lại phong cảnh và những gì nhìn thấy trên đường đi. Lần này, vị đạo sĩ thấy cảnh vật trên đường thật đẹp. Đồng cỏ xanh mướt dưới chân những dạng núi. Những người nông dân chăm chỉ làm ruộng và những thiếu nữ giặt quần áo bên sông. Và lần này khi vị đạo sĩ quay lại đạo viện, giấm trong xô không bị đổ. Cuộc đời của mỗi người cũng giống như một tấm gương. Khi bạn cười thì nó cười. Khi bạn lo lắng thì nó cũng lo lắng. Vì thế, chúng ta đừng lo lắng về những chuyện tầm thường mà phá hỏng cuộc sống tươi đẹp. Trong bất kỳ tình huống nào, cáu gắt đều không giúp giải quyết được vấn đề, chỉ mang đến năng lượng tiêu cực cho mọi người xung quanh và làm tổn thương tâm hồn bạn. Hãy biết trân quý từng phút giây đẹp đẽ, mất đi tình cảm của một người, nếu biết là rất khó để vãn hồi, vậy có đáng hay không? Hãy thường xuyên tu dưỡng bản thân, trở thành một người rộng lượng. Cuộc sống tuy còn nhiều khó khăn, nhưng nếu nhẹ nhàng nhìn từ mọi thứ, bạn sẽ thấy hạnh phúc hơn. Khi bạn thong thả, thả lỏng đầu óc, không tranh giành nóng giận hay lo lắng, bạn sẽ cảm thấy hạnh phúc và thư thái rất nhiều. Con người phía trước của bạn sẽ ngày càng thuận lợi và gặp nhiều may mắn. Quý vị thân mến, muốn sống một tuổi già hạnh phúc thì điều quan trọng nhất là quản lý tâm thái của bản thân. Tâm thái có tốt thì cuộc sống mới an nhiên. Sức khỏe, kinh tế là nền tảng nhưng quan trọng hơn là chính tư tưởng của bạn. Vui vẻ lạc quan sẽ vượt lên bệnh tật, tuổi già. Hãy xem nhẹ những thứ danh lợi hão huyền. Hãy để tâm trí của bạn được nghỉ ngơi, tận hưởng ánh nắng mặt trời, tận hưởng cuộc sống hiện tại. Đừng lúc nào cũng ủ rũ, rên rỉ, thở than, cởi mở vui vẻ, cuộc sống sẽ hạnh phúc hơn. Ngoài ra, những người lạc quan thường không tập trung vào những điều tiêu cực và cảm thấy có nhiều năng lượng để vượt qua rào cản. Từ đó, họ ít bị căng thẳng hơn, đồng thời dễ dàng phục hồi nhanh hoặc từ bỏ những ám ảnh, buồn bã của sự thất bại.
Khi người cao tuổi sống lạc quan, những vấn đề như trầm cảm, tuyệt vọng và tiêu cực sẽ khó xuất hiện. Những yếu tố tiêu cực này chính là nguyên nhân dẫn đến tình trạng sức khỏe kém và tỷ lệ mắc các bệnh tuổi già cao hơn. Lạc quan là một thái độ sống tích cực với tương lai và có xu hướng dự đoán những kết quả thuận lợi cho các tình huống trong cuộc sống. Lạc quan được coi là một đặc điểm tính cách có thể ảnh hưởng đến sức khỏe và hạnh phúc của người cao tuổi. Đối với người cao tuổi, việc sống lạc quan có liên quan đến sức khỏe, bao gồm khả năng phục hồi sau bệnh tật, tăng tuổi thọ, cải thiện chất lượng cuộc sống và giảm lo lắng khi đưa ra các quyết định liên quan đến sức khỏe. 5. Quản lý tốt túi tiền của mình. Thưa quý vị, rất nhiều người ngày nay có thói quen tiêu trước, hôm nay tiêu hết tiền của ngày mai, cho rằng vất vả kiếm tiền mà lại cất đi không tiêu thì thật là thiệt thòi, là đang tự làm khổ bản thân. Thế hệ đi trước, phần lớn mọi người đều có thói quen tiết kiệm tiền, nhưng cũng có một bộ phận nhỏ bị tư tưởng mới ảnh hưởng mà chỉ tiêu chứ không cất. Thực ra, tiết kiệm tiền có chỗ tốt của tiết kiệm tiền. Không tiết kiệm cũng có đạo lý của không tiết kiệm. Nhưng dù như thế nào thì khi về già chúng ta cũng cần phải tự biết quản lý tốt túi tiền của mình. Bà Liên nay đã 60 tuổi, là một người thuộc diện tính toán, tiết kiệm. Mỗi tháng hai vợ chồng đều trích ra một khoản lương để tiết kiệm. Họ thậm chí còn lấy một ít tiền ra đầu tư vào hình thức như mua trái phiếu chính phủ. Sau này, việc làm ăn của công xưởng ngày càng phát triển, thu nhập của họ ngày một cao, bà còn đi học cách đầu tư, quỹ hay cổ phiếu. Ở tuổi 50, bà không những có thể cho con hai phần tiền mua nhà mà hai vợ chồng vẫn còn đủ tiền tiêu dùng rỉnh. Con trai kết hôn tới nay đã được 10 năm. Bà nói 10 năm này là 10 năm tiêu ít tiền nhất của hai vợ chồng già. Hai người vẫn còn cho mình không ít tiền dưỡng già. Hai vợ chồng bà hiện đều đã nghỉ hưu. Mỗi tháng ngoài tiền lương hưu ra thì tài khoản tiết kiệm vẫn còn kha khá. Tâm lý vô cùng thoải mái, cuộc sống cũng rất thảnh thơi. Con dâu của bà sinh đôi, vì đã lớn tuổi nên bản thân bà cũng không thể chăm cháu tốt được. Nghĩ vậy, bà Liên đã thuê một bảo mẫu về cùng chăm con với con dâu. Con trai và con dâu của bà đều rất vui, kỳ nghỉ nào cũng đều lái xe về quê thăm ba mẹ. Cả nhà rộn ràng tiếng cười. Vậy nhưng, những người có thể tự tiết kiệm tiền và có cuộc sống thoải mái khi về già như bà Liên không phải là nhiều. Bên cạnh đó, cũng có nhiều người không biết tiết kiệm để rồi về già phải sống trong khổ sở của cuồng quay cuộc sống. Bà Phương, năm nay đã 65 tuổi. Bà lại thuộc vào kiểu người hôm nay làm, hôm nay tiêu. Ngay từ khi còn đi làm, bởi bà nghĩ dẫu sao thì tháng sau vẫn có lương. Ở nhà cũng rất nhiều con trai. Con trai muốn gì, chiều đáp ứng ngay lập tức. Sau này, công ty làm ăn tốt, lương tháng cũng tăng lên không ít. Nhưng bà chưa bao giờ nghĩ tới vấn đề tiết kiệm. Chỉ nghĩ rằng sau này có đủ tiền cho con trai kết hôn là được. Những người làm việc tại công xưởng lúc đó không ý thức xa vời được rằng giá nhà sau này rồi sẽ cao ngất ngưỡng. Bà Phương luôn cho rằng có tiền thì cứ tiêu, đi du lịch đó đây, vì để tiện cho việc đi làm, gia đình bà là những người mua xe ô tô sớm nhất ở trong đơn vị. Khi đó, dù đồng nghiệp khuyên bà không nên quá hoang phí, chi tiêu phải biết tính toán sao cho hợp lý, ai biết sau này sẽ xảy ra chuyện gì. Bà Phương cũng không quan tâm, cứ tiền tôi tiêu sao thì tiêu. Sau này khi con trai kết hôn, đằng nhà gái, đòi nhà và không ít đồ thách cưới, bà Phương lấy toàn bộ tiền của mình ra cũng không đủ. Cuối cùng còn phải đi vay để con trai được cưới vợ mà nó muốn.
Sau này khi con trai kết hôn, đằng gái đòi nhà và không ít đồ thách cưới, bà Phương lấy toàn bộ tiền của mình ra cũng không đủ. Cuối cùng còn phải đi vay để con trai được cưới vợ mà nó muốn. Sau khi con trai kết hôn, bà không những không có tiền tiết kiệm mà còn phải mang nợ. Lúc này bà mới thấy lời chị đồng nghiệp khuyên năm đó quả không sai, tiếc là đã muộn rồi. Sau này, chồng bà bị bệnh, cần làm phẫu thuật, bà không có tiền, chỉ đành tìm con trai, con dâu thương lượng. Lúc này bà vừa phải nhìn sắc mặt của con dâu, vừa phải nghe những lời khó chịu từ chính con trai. Bà không biết nên giải thích với con trai ra sao. Từ hai câu chuyện của bà Liên và bà Phương, chúng ta có thể thấy có tiền tiết kiệm và không có tiền tiết kiệm, cuộc sống khi về già khác biệt lớn ra sao. Đối với tuổi già chúng ta mà nói, điều quan trọng nhất là sự yêu thương, quan tâm và quây quần của con cái. Khi con cái không có thời gian ở bên cha mẹ, không thể đem tới cảm giác an toàn về mặt tinh thần cho cha mẹ, thì số tiền tiết kiệm trong tay cha mẹ sẽ phát huy tác dụng. Trong túi có tiền, tâm lý thoải mái, còn có thể giúp đỡ con cái khi chúng cần, không trở thành gánh nặng cho chúng. Đây chính là tình yêu cuối cùng mà cha mẹ dành cho con cái. Để giữ cho mình tôn nghiêm, không cần phải nhìn sắc mặt con cái. Người ta nói, tiền không phải vạn năng, nhưng không có tiền cũng chẳng làm được việc gì. Đối với người già mà nói, cơ thể tuy dần dần lão hóa, nhưng tôn nghiêm lại ngày càng cao, đặc biệt là trong chuyện tiền bạc. Nếu vì tiền mà phải nhìn sắc mặt của con cái, họ thà nhẫn nhịn không mở miệng còn hơn. Trong tay có tiền, con cái thỉnh thoảng về thăm, biếu chút quà hiếu thuận, bản thân cũng có thể trả lại cho chúng dưới hình thức lì xì, mua quà cáp cho cháu, tiền ăn vặt. Như vậy cả nhà đều vui. Để cuộc sống của mình khi về già phong phú hơn, trong tay có tiền, muốn sống ra sao cho vui vẻ thì sống. Sau khi về hưu, trong tay có tiền có thể rủ bạn bè đi đây đi đó, cũng có thể học và làm những thứ mà hồi trẻ thích nhưng không có thời gian và cơ hội để làm. Bước vào tuổi lão niên, phải biết cách nâng cao đời sống vật chất của mình một cách thích hợp, uống những loại trà cao cấp, ăn những thức ăn bổ dưỡng, mặc những bộ quần áo đắt hơn một chút. Đây cũng là một phương thức nâng cao cảm giác an toàn trong tâm lý. Không có tiền, tới tiền mua thuốc chữa bệnh còn chẳng có, chứ nói gì tới việc cải thiện chất lượng cuộc sống. Bước vào tuổi già, bệnh tật dù lớn dù nhỏ cũng là chuyện tất nhiên. Trong tay có tiền, không cần con cái vì chuyện tiền viện phí mà thêm một phần gánh nặng, bởi lẽ cuộc sống của chúng cũng sớm đã có không ít gánh nặng rồi. Hơn nữa, gặp được con dâu con rể tốt thì không sao, nếu không gặp được thì hà cớ gì mình còn mang thêm rắc rối cho con của mình hay liên lụy tới chúng nữa. Hai con người nhận thức về tiền bạc khi còn trẻ khác nhau, tạo ra hai cuộc sống ở tuổi già không giống nhau. Người có tiền tiết kiệm nhất định sẽ tự do, tự tại, an nhiên thoải mái hơn người không có tiền tiết kiệm rất nhiều. Thực ra, con người ta, bất kể là ở giai đoạn tuổi tác nào, cũng nên có cho mình ý thức, có bò vẫn lo làm chuồng. Nghèo không đáng sợ là không có kế hoạch, không biết tiết kiệm, có bao nhiêu tiêu bấy nhiêu, không có ý thức tích góp, đợi tới khi cần tiền dùng mới biết được tầm quan trọng của nó. Đừng chỉ biết trông chờ vào con cái, người già vẫn nên tự dựa vào mình thì tốt hơn. Khi còn trẻ, hãy để ra cho mình một khoản tiền dưỡng già. Đợi tới khi bạn già rồi, trong tay có tiền sẽ mạnh hơn bất cứ điều gì, vừa không cần dựa vào con cái, vừa có thể tự làm chủ cuộc sống mà mình mong muốn. Có tiền thì dễ xử lý hơn là không tiền. Người đến tuổi lão niên muốn sống tự tại độc lập, nhất định phải quản tốt túi tiền của mình. Dành cho mình tiền dưỡng lão,
không nhất định là tồn tiền thành núi, nhưng nhất định phải đủ dùng. Tiền đó là dùng cho bản thân, nhất định phải nắm trong tay mới được. Bình thường việc thu chi, chỗ nào nên giảm thì giảm, khi nào nên dùng thì dùng, còn phải cảnh giác với các loại lừa gạt để tránh tiền mất tật mang. Phần cuối video, xin mời quý vị cùng lắng nghe câu chuyện Khi cha già đi bước nữa. Hùng là con trai cả, nhưng sống ở châu Âu mấy chục năm. Nhiều lần anh muốn đón cha qua sống, nhưng ông Đức không chịu. Khi Hùng bay về đến Hà Nội thì cha anh đã ra viện. Anh bước vào nhà, thật xót xa khi thấy cha già nằm chèo que một góc giường. Trong nhà vắng ngắt, không có bóng bà vợ trẻ và cô con gái đâu. Cha anh ngày trẻ cao lớn lừng lững, đẹp trai lồng lộng, mà bây giờ chỉ là bộ xương hom hem, thoi thóp trong tấm chăn mỏng. Biết con trai về, ông Đức cố gắng nhưng không ngồi dậy được. Hùng ào đến ngồi xuống giường, nắm chặt bàn tay chỉ còn xương của cha. Cha cứ nằm nghỉ, con về thăm cha dài dài, cha không lo con vội đâu. Rồi anh cố nói đùa, bao giờ cha khỏe, con đưa cha ra hàng điếu ăn bún bò giò heo cho đỡ nhớ. Ông Đức cười, hàm răng rụng gần hết, móm mém. Món đó còn thích từ hồi nhỏ, cha giờ cắt gần hết dạ dày, không ăn được nữa rồi. Dù cha cười, nhưng Hùng cảm thấy mình đã ôn kỷ niệm vui, lại thành vô duyên. Hàm răng cha rụng hết, thế mà cha không làm nổi một bộ hàm giả, vừa dễ ăn uống, vừa đẹp hơn. Nghĩ xót xa cho cha quá, anh quay ra hỏi thăm cô vợ của cha và con bé Hoa đi đâu mà nhà vắng vẻ vậy. Ông Đức trả lời qua quýt, cô ấy về bên nhà ngoại. Con Hoa là sinh viên nên nó ở trọ luôn gần trường, chủ nhật nó mới ghé về một lúc. Hùng ngạc nhiên, từ nhà mình đến trường em học chỉ hơn chục cây, sao phải trọ? Ui dào, nó đùa chúng bạn, không thích ở nhà với cha già, bạn nó trêu trông như ông nội nó. Nghe câu chuyện của cha có vẻ buồn quá, Hùng quay sang hỏi cha ăn gì để con mua hoặc nấu. Ông Đức bảo anh nấu chút cháo thật loãng vì chỉ mới uống được nước cháo và chút sữa, dạ dày giờ chỉ còn 1/3. Bác sĩ bảo ăn nhiều bữa dần dần mới tăng lượng lên. Hùng bắt nồi nấu cháo, lại hỏi cha là cô Tính và em có về ăn cơm thì để con nấu bữa tối, cả nhà cùng ăn cho vui. Cha anh bảo, chả có ai về đâu, con nấu cơm, cha ăn cháo, hai cha con ta ăn với nhau là vui rồi. Hùng nghe cha nói khá bình thản, nhưng anh cảm thấy có cái gì đó gờn gợn mà cha anh cố giấu. Anh cũng không muốn ông buồn nên xoay qua kể chuyện cuộc sống của anh ở Đức. Tuy không giàu có gì, nhưng công việc mở hàng ăn của vợ chồng anh cũng đều đều và cuộc sống được đảm bảo. Cha anh nghe con kể chuyện một lúc thì ngủ thiếp đi với tiếng thở mệt nhọc. Hùng nhẹ nhàng rửa dọn bát đĩa. Lúc này anh mới quan sát thấy mọi thứ xung quanh đều mốc theo, mốc thếch. Anh nhẹ nhàng đi lên các phòng trên tầng 2, tầng 3, đều bụi phủ. Điều này chứng tỏ cô Tính và cái Hoa chả quan tâm gì đến cha anh cả. Không ai chăm sóc, không ai lau dọn, chắc họ đã bỏ mặc ông từ lâu lắm rồi. Nhưng cha anh chưa bao giờ hé lời kêu ca nào với anh. Chắc ông thương anh đã ở xa quê hương, cũng phải lo kiếm sống nuôi con cái ăn học. Nên mỗi lần anh gọi điện về hỏi thăm thì ông vẫn nói mọi chuyện bình thường, mọi người đều khỏe cả. Gần đây ông có ngỏ lời xin anh mua cho cái Hoa một đôi giày thể thao bên Đức, vì bố đã mua cho nó một đôi, nhưng đi được mấy hôm nó chê hàng nội, muốn hàng ngoại cơ. Hôm nay Hùng có đem theo đôi giày đó về cho em. Nó biết anh về
nhưng nó vẫn ở lại nhà trọ với bạn bè. Nó chẳng quan tâm đến ông cùng cha mẹ khác. Hùng thấy cũng hơi không vui, nhưng nghĩ lại, nó mới 20 tuổi, chấp nó làm gì. Tuy thế, con gái anh ở Đức cũng mới 18 tuổi, nhưng biết bố chuẩn bị về thăm ông, nó gửi về bao nhiêu là quà, thứ này biếu ông, thứ này biếu bà trẻ, thứ này tặng cô Hoa. Thế mà anh về, nhà vắng như chùa Bà Đanh, chẳng ai quan tâm đến việc anh về. Chắc chỉ có bố mong gặp anh, và chắc cũng chỉ có anh chăm sóc ông. Còn mẹ con cô vợ trẻ chắc chỉ biết sống cho bản thân họ, họ bỏ rơi ông từ lâu rồi. Nghĩ lại 20 năm trước, khi cha anh đương chức, không may mẹ anh mất vì bạo bệnh. Đã mấy năm, cha anh được bạn bè giới thiệu cho cô Tính. Tuy kém cha anh đến 20 tuổi, nhưng cũng đã là gái ế vì sắp xỉ tuổi 40. Cha hỏi ý kiến Hùng. Anh thấy mình ở xa cũng khó mà chăm sóc cha khi tuổi già, mà nhiều lần trao đổi khi nghỉ hưu, cha sang Đức sống với anh thì ông không nghe. Vì vậy, anh cũng tặc lưỡi, thôi tùy cha. Thực ra lúc đó, cha anh vẫn thường qua lại với cô bạn gái cũ cũng quá chồng. Hùng mong hai người thành đôi thì tốt bao nhiêu, vì họ thương nhau thực lòng từ hồi còn trẻ mà do hoàn cảnh chia cắt không lấy được nhau. Về già ở cùng nhau thì rất hợp. Bà cũng là lớp cán bộ có học vấn, cuộc sống của cha anh sẽ vui hơn. Nhưng cô bạn của cha chỉ đồng ý hai người qua lại, có thể ăn cơm, ngủ lại cùng nhau. Nhưng bà có cháu nội cháu ngoại đông vui nên bà không muốn chính thức đăng ký hay cưới xin gì nữa. Cha anh thực sự lại cần một người phụ nữ bên cạnh hàng ngày cho bớt hiu quạnh, nhất là còn ít năm nữa ông nghỉ hưu. Cô Tính thì ở vùng ngoại thành, tuy làm nông nhưng chưa có gia đình lần nào nên không vướng chuyện con ông, con tôi, vốn hay gây ra mâu thuẫn. Cô sẽ gắn bó, chăm sóc và chia sẻ với ông hơn. Suy nghĩ vậy, nên ông Đức vẫn quyết cưới cô Tính. Cưới rồi, cô tha thiết có con chung. Hiềm nỗi, so với tuổi sinh đẻ thì cô cũng khá cao. Ông Đức phải đưa vợ đi khắp Đông Tây Y, chỗ nào có bác sĩ hay thầy lang giỏi đều nhờ chẩn trị cho vợ. Bao nhiêu tiền bạc tiết kiệm trong đời công tác của ông bay vèo vèo. Cũng may, 2 năm sau cô sinh được cái Hoa. Hùng cũng như mọi người đều mừng cho cô và cha, vì ai cũng nghĩ có đứa con sẽ gắn kết hạnh phúc hai người. Nhưng ông Đức không ngờ, sau khi sinh được đứa con, cô Tính đạt được mục tiêu của cuộc đời rồi. Cô chỉ lo chăm con, mà cô cũng đủ sướng rồi, vì lấy một ông chồng có lương, kể cả lương hưu, có tiết kiệm, còn có nhà và có một vài mảnh đất ông góp chung mua với bạn hữu, gọi là có của ăn của để, nên cô Tính không còn phải chân lấm tay bùn cày cấy, chỉ việc nhận tiền lương của chồng và nuôi con. Lạ là khi xác định rằng hai mẹ con ăn theo vào khoản lương và các thu nhập có được từ ông chồng thì phải ra sức mà chăm cho ông, không hẳn là vì tình cảm thì cũng vì ông là cây tiền cho cô rút chứ. Nhưng không, cô bỏ mặc ông chồng, muốn ăn tự nấu nướng, muốn sạch tự dọn dẹp. Lúc mới nghỉ hưu, ông Đức còn trẻ khỏe và cô vợ còn lo chữa đẻ, nuôi con nhỏ thì đã đành. Nhưng sau này, con bé lớn lên, đi học, ông phải đưa đón con cả học chính lẫn học thêm. Nhưng việc nhà ông đảm đương tất, vì vợ ông chỉ làm những việc liên quan hai mẹ con cô ấy. Ông Đức vốn tính cũng thoáng và có sức khỏe, bản thân cũng tham gia thiếu sinh quân từ nhỏ nên ông không chấp nhận, vẫn lặng lẽ làm, không kêu ca oán thán gì. Nhưng sai lầm của ông Đức chính là ông không có phản ứng gì nên cái sai của vợ dần đã trở thành cái sai của con gái. Nó lớn một chút là đã học thói ăn chơi của mấy đứa con nhà buôn bán, mà đã ham ăn, chơi thì ít ham học hành. Lắm hôm, mẹ con nó dắt nhau đi mua những bộ áo quần lòe loẹt, kêu là mốt. Ông thấy ngứa mắt,
nhưng góp ý thì bị cãi lại gay gắt. Dần ra ông cũng tự kìm hãm bản thân, không ý kiến ý cò gì nữa cho bớt bực mình. Khi con gái mới ra đời, ông cũng mừng nên đã mua một gói bảo hiểm nhân thọ của Prudential, nộp phí mấy triệu một năm để khi con tròn 18 tuổi thì đáo hạn tặng cho con. Mấy triệu lúc đó cũng bằng cả tháng lương của ông chứ không ít, nhưng tình yêu thương của cha mẹ dành cho con cái không bao giờ phải tính toán. Tiếc là khi nó mới 17 tuổi, nó đã đòi bố phải mua cho nó iPhone đời mới nhất. Ông bảo bố không có nhiều tiền như thế. Nó nói ngay, con có bảo hiểm đó, bố vay tiền mua iPhone xong, khi nào được rút tiền thì bố trả người ta. Con gái đã hư, thế mà mẹ nó còn bĩu môi, bố mày kỳ bò với cả con gái thế, chứ làm gì mà không có tiền. Ông Đức ngậm đắng nuốt cay, đáp ứng iPhone cho con gái, nhưng ông dặn con, điện thoại đắt tiền, ra đường dễ bị cướp, sẽ nguy hiểm tính mạng, nên con tuyệt đối không được nghe điện lúc đi đường. Sau khi có iPhone được ít lâu, con gái lại đòi mua xe SH. Ông Đức trố mắt, xe SH to kình càng, thanh niên trai tráng nó đi, chứ con gái đi gì? Và lại, nó hàng trăm triệu đấy. Còn Hoa bảo, con mua SH Việt Nam lắp, chưa đến 100 đâu. Bố cứ mua rồi khi lấy được tiền bảo hiểm, bố trả nợ. Cái bảo hiểm đó có 80 triệu. Mày đã mua iPhone mấy chục triệu rồi. Mày cứ đẩy bố vào nợ nần mãi à? Mà mày đã đủ 18 tuổi đâu, ra đường công an bắt đấy. Nợ thì bố bán đất cái nhà đi mà trả. Còn chả sợ công an bắt, bố không cần lo hộ. Ông Đức im lặng, không nói lại nổi với mẹ con nhà cô Tính. Ông im lặng, bán đi mảnh đất chung với bạn, vừa mua xe SH cho con gái, vừa có chút gửi tiết kiệm, chi tiêu cho cái gia đình ba người và việc học của con gái. Tất cả những đau khổ như vậy dồn nén, có lẽ thế nên ông Đức phát bệnh đau dạ dày. Ông cũng chán chả quan tâm gì đến bản thân như trước. Viêm loét lâu không chữa trị đến nơi đến chốn, nên khi bệnh quá nặng, ông nhập viện thì bác sĩ bảo phải cắt bỏ 2/3 dạ dày để tránh hậu quả xấu biến chứng về sau. Thấy tình hình nghiêm trọng quá nên ông Đức mới alo cho con trai ở Đức, chứ ông cũng không muốn phiền lụy đến con. Nó xa xôi, thời Covid đi lại cũng khó khăn, nhưng bây giờ con trai đã về đây, anh cũng cần biết rõ tất cả để giúp cha. Ông Đức thở dài, giá như cha đừng đi bước nữa thì đã không làm khổ cho con. Xin cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe những chia sẻ cùng kênh Triết Lý Tinh Hoa. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị vào những video sau.